Hi, xin chào các bạn đến với kênh Vừa Như Ngọc Tiếu. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn đây là cây đậu xanh. Tên tiếng Anh là Pigeon Pea. Cây đậu xanh còn có tên là cây đậu chiều, cây đậu triều hay là cây đậu cọc rào, hoặc là đậu chè, vân vân. Thì ở Việt Nam, đậu xanh mọc hoang rất là nhiều ở những vùng quê đó các bạn, và được trồng thành làm cái hàng rào nên mới có tên là đậu cọc rào. Vì cây rất là dễ trồng và phát triển rất là nhanh, sức sống khỏe, chịu nhiệt, chịu hạn tốt, không cần phải chăm sóc gì hết. Nhiều khi cây mọc càng mọc hoang vậy mà nó lại càng rất là tốt. Lá, rễ, hạt của đậu xanh đó đều được dùng để làm thuốc đó các bạn. Thì theo y học cổ truyền, rễ và hạt đậu xanh được dùng làm thuốc điều trị bệnh tiểu đêm, hạ sốt, giải độc. Rễ của đậu xanh mình phơi khô thì có thể nhai hoặc ngậm để mình điều trị ho hay viêm họng. Ngâm hoặc súc miệng, với lá nó có thể giúp chữa đau răng. Đối với các bệnh ngoài da như mụn nhọt, ghẻ lở, ngứa, chúng ta có thể nấu lá đậu xanh rồi mình lấy nước đó mình tắm. Trong trồng trọt thì có thể trồng cây đậu xanh để làm phân xanh đó các bạn. Vì cây nó phát triển rất là nhanh nên chúng ta cắt tỉa nhánh thường xuyên và dùng những cái nhánh đó mình làm phân xanh. Hay mình thì dùng mâu sẽ mình rải xung quanh những gốc cây ăn trái khác. Cây đậu xanh tốt nhất là trồng từ hạt, rất là dễ nảy mầm. Cây này mình trồng từ hạt được 2 năm rồi đó các bạn. Mùa đông ngay cũng không có chết nữa mà còn xanh tốt, ra hoa. Hoa của đậu xanh nhìn rất là đẹp phải không các bạn? Đây là cây đậu xanh Pigeon Pea. Cây này nó dễ trồng lắm, mà nó có hoa, có trái quanh năm luôn á. Cây là nó thích ăn. Hai ôm mình mở ra. Nó thích ăn cái trái này lắm. Mở ra. Ngon không? Ngày nào cũng ra hái ăn hết trơn á. Không hiểu sao nó lại khoái ăn cái này nữa, cái đậu này nữa. Còn không? Rồi gớt rồi, thôi đừng lấy đi, mình hái cái khác. Đâu, dụng đi con. Mình trồng hai cây. Cây này á, thì tại vì á, dời nó cho nên á, nó nhỏ hơn cây ngoài kia. Mấy con ong là nó khoái cái bông này lắm. Cái này là trái non. Cái này ăn nó không có ngọt. Nó hơi ngọt ngọt thôi à. Thường người ta ăn lấy mấy cái trái già đó, cái hạt già đó rồi người ta xào lên rồi người ta nấu nước uống để mát gan. Nó lọc thận á. Cho nên cái này nó có nhiều công dụng về sức khỏe lắm. Ở
đặc biệt là những cái nước mà nghèo đó, thì người ta trồng cái này á, tại vì nó trong cái hạt đậu này nó chứa nhiều protein á, thì ta có thể thay thế cho thịt cá, thịt rồi đó, cho nên họ ăn cái này nè để cung cấp protein. Hôm nay là 22 tháng 10, thì đây là cây đậu xanh, tôi tiếng Anh là pigeon pea. Nó ra trái quá trời luôn rồi nè. Thì nó ra trái suốt từ mùa đông cho tới mùa xuân luôn các bạn. Và bây giờ là lúc nó đậu nhiều trái nhất. Pick it. Wanna eat? Wanna eat? Here. Nè, Kara. Kara. Nè Kara. Kara. Cái này nó còn non nè. Ăn á nó ngon. Con mình nó khoái ăn. Nó đậu quá trời trái luôn. Ăn nó hơi ngọt ngọt. Còn mấy cái mà nó non nữa thì mình hái vô mình xào luôn, mình ăn luôn cái vỏ luôn. Kara ăn đi. Ngon không? Chị này chứ thích ăn cái này lắm. Thì mấy con ong á nó mê cái bông này lắm. Nó đậu nó mùa đông, nguyên suốt mùa đông nó toàn là ong. Ong nó thụ phấn á, cho nên nó mới đậu nhiều trái dữ vậy đó. Đây ong, có con ong. Còn cái này á là cây thì là nó tự mọc lên đó các bạn, mình đâu có trồng đâu. Mà nó tốt vậy sợ. Hạt không biết ở đâu nữa mà nó mọc lên. Nó đang ra bông nè. Thì đây là mình trồng đất của Cao Sồ. Đất này là của chính phủ chứ không phải của mình. Cái này là cái đường đi nè. Thì từ cái đường đi trở ra ngoài đường là đất của chính phủ. Nhưng mà mình không có quyền sử dụng nó. Nhưng mà chính phủ họ cũng chả quan tâm. Mình trồng 2 năm, 3 năm nay rồi đâu có thấy họ nói gì đâu. Tại vì giống như họ trồng cây này, họ cũng bắt mình tưới chứ họ đâu có tưới đâu. Cái cây này của chính phủ nè. Họ trồng á, không bắt mình tưới. Rồi á, họ mấy nhà kia họ trồng cỏ thì cũng bắt mình tưới thôi chứ họ có tưới đâu. Cho nên á, đất này mình có quyền sử dụng chứ. Trồng cỏ cũng tưới nước mà không ăn được, trong khi mình trồng rau này thì mình ăn được. Thì tại sao mình lại phải trồng cỏ làm gì? Đây là cây tầng ô khổng lồ của mình. Mình có hai cây, một cây đây là mình trồng đất của mình. Từ cái đường đi trở vô là đất của mình. Thì đây là cái cây mà mình trồng trên đất của mình. Mà nó lại không có tốt bằng cái cây ngoài kia. Mặc dầu cái đất ở trong đây nó tốt hơn cái đất ngoài Cao Sồ. Tại vì trong đây mình bỏ nhiều phân hơn. Nhưng mà cái cây này nó không cần nhiều phân các bạn, nó vẫn tốt. Rất là nhiều trái luôn á. Con bóp gì đó. Ăn nữa không? Hái đi. Nè, hái ăn đây nè. Nè, hái đi. Hết được không? Nè, this one. Ừ, đây mẹ mà tháo đây.